Tổng thống Ukraine nói sẽ có ngày phán xét thay vì tha thứ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 3 cho biết sẽ không có sự tha thứ nhưng sẽ có ngày phán xét. Trong bài phát biểu mới nhất của mình, ông Zelensky đã kêu gọi phương Tây làm nhiều hơn nữa khi ông nói về sự tàn phá khắp Ukraine và những đau khổ mà người dân của ông phải đối mặt. Giao tranh dai dẳng đã chặn đứng nỗ lực di tản 200.000 người khỏi thành phố Mariupol bị bao vây của Ukraine trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong các nhân chứng của Reuters tại Irpin, một thị trấn cách thủ đô Kiev khoảng 16 dặm về phía tây bắc, những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang cố gắng thoát khỏi các trận giao tranh ác liệt trong khu vực đã buộc phải ấn nấp khi hỏa tiễn tấn công gần đó. Một giới chức quốc phòng cao cấp của Hoa Kỳ ước tính, kể từ ngày 24 tháng 2 đến nay, Nga đã bắn hơn 600 hỏa tiễn vào đất Ukraine, khoảng 95% quân lực mà Nga đã tập trung trước đó gần biên giới Ukraine hiện đã có mặt ở đất nước này. Liên Hợp Quốc cho biết vào hôm Chủ nhật, con số dân thường thiệt mạng vì các cuộc xung đột khắp Ukraine kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 là 364 người, trong đó có hơn 20 trẻ em và thêm hàng trăm người khác bị thương.